tại VCKU23 châu Á 2018, Lương Xuân Trường chưa có bàn thắng nào, cũng chưa có đường kiến tạo thành bàn. Nhưng anh lại là nhân vật quan trọng bậc nhất của U23 Việt Nam trong hành trình đi tới trận chung kết. Với tư cách đội trưởng và là cánh tay nối dài của SLV Park Hang-seo trên sân, tiền vệ người Tuyên Quang đã đá đủ 510 phút ở 5 trận vừa qua, bao gồm 3 trận vòng bảng và 2 trận knockout phải đá thêm hiệp phụ. Tiền vệ Lương Xuân Trường. Trong các trận đã qua, Xuân Trường đều hoàn thành xuất sắc vai trò thu hồi bóng và điều tiết lối chơi, trở thành chỗ dựa không chỉ về chuyên môn và tinh thần cho các đồng đội. Có thể khẳng định, SLV Park Hang-seo đã quá tinh tế khi trao băng thủ quân U23 Việt Nam cho Xuân Trường, giúp các học trò có một thủ lĩnh đích thực trên sân. Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ bé, Xuân Trường đã có tư chất của một thủ lĩnh. Ông Lương Bắc Chính, bố Xuân Trường cho hay, từ bé, Xuân Trường rất hiền nhưng lại vô cùng cương quyết và thể hiện tư chất thủ lĩnh rất rõ ràng. Xuân Trường thuộc mẫu cầu thủ, chân trắng hơn cả giày, mạch bóng ra sữa, nhưng sẽ là sai lầm lớn nếu ai đó nghĩ rằng anh chàng này dễ bị bắt nạt. Lúc đi học, Xuân Trường được bầu làm lớp trưởng và khi cô giáo vào lớp, tiếng lớp trưởng vang lên, tất cả các bạn bỏ chơi, chạy vào lớp, xếp tay ngay ngắn lên bàn. Có một lần, Trường thuyết phục được một bạn đầu gấu ở trong lớp công khai xin lỗi tất cả vì bạn này đã bắt nạt một em nhỏ hơn và mỗi ngày phải cống nộp 1.000 đồng, ông Lương Bắc Chính kể. Thi đổ vào lò SAGL, mọi thí sinh đều nhảy cẩn lên vì sung sướng nhưng Xuân Trường vẫn rất điềm tĩnh. Tưởng con lo lắng, ông Lương Bắc Chính bảo, hay là thôi, về chơi ở tỉnh cũng được. Trường cương quyết, vì đó là con đường em đã chọn. Gia đình sợ con trai ở một mình ở nơi lạ lẫm và có ý ngăn con. Xuân Trường trả lời đỉnh đạt sau một hồi suy nghĩ, bố mẹ cho con 2 tháng. Nếu 2 tháng đó, con không chịu được, con sẽ về nhà. Xuân Trường đã hòa nhập rất tốt và khi nói câu đó và một mình trụ lại ở Gia Lai, em mới 11 tuổi. Giờ thì Xuân Trường đã là thủ lĩnh của U23 Việt Nam và đang cùng đồng đội viết lên một câu chuyện cổ tích thực sự tại VCKU23 châu Á 2018. Vào chiều mai, 27.1, U23 Việt Nam sẽ đá trận chung kết với U23 Uzbekistan và NSM rất muốn Trường, một lần nữa thể hiện được tư chất thủ lĩnh của mình, qua đó giúp đội nhà bước lên ngôi.